Lời nói đầu tiên trước nhất anh xin chào vợ chồng Thành Nguyên, chúc gia đình Thành Nguyên được dồi dào sức khỏe và mỗi công việc được vạn sự như ý. Anh cũng xin chào cộng đồng mạng trên kênh của Thành Nguyên. Xin chúc là được cộng đồng mạng trong và ngoài nước được dồi dào sức khỏe và được vạn sự như ý, mọi việc được vạn sự như ý. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi ngày hôm nay anh đến từ đâu nhỉ? Anh đến từ Hậu Giang anh. Hậu Giang ha. Đúng rồi. Hậu Giang đi qua đây chắc cũng gần ha. Đúng rồi, anh được chạy khoảng tiếng. Dạ, tiếng. Hôm nay anh qua mình hay là có ai đi cùng anh? Không, anh đi anh à. Anh đi công việc rồi. Sắp xếp anh ghé. Vâng. Với sự nghiêm túc của mình, Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn anh ha. Rồi, anh cảm ơn em nhiều. Rồi anh giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nghe nào. Họ tên anh là gì? Họ tên anh là Nguyễn Trung Dũng. Nguyễn Trung Dũng. Trong giấy tờ anh thì để xin. Trong giấy anh thì 1978 nhưng mà thực tế là tuổi thật anh là 1976. Tuổi tuổi thìn đó. Vâng. Rồi tình trạng hôn nhân của anh Dũng là như nào anh ạ? Thì tình trạng hôn nhân thì anh có đời vợ nhưng mà vợ anh là bị bệnh mất cách đây gần 4 năm rồi. Mất được 4 năm nay rồi. Gần 4 năm rồi. Tới tháng 9 này được 4 năm rồi. Khoảng thời gian đó đến nay thì anh có tìm hiểu thêm ai không? Anh cũng có, tìm hiểu nhưng mà làm như cái may mắn mình nó chưa tới. Thành ra cũng thấy cảm thấy không hợp. Nhiều khi cái duyên cũng khó nói. Cái duyên cũng chưa được, chưa khó, chưa tới. Rồi anh đông con không? Anh được một bé gái là 21 tuổi, và một bé trai thì 12 tuổi, được hai đứa. Rồi bây giờ đang ở với anh? Đang ở với anh. Rồi công việc chính của anh Dũng là anh đang làm gì? Công việc chính của anh là bây giờ anh đang mua bán vật tư nông nghiệp. Vật tư nông nghiệp? Vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, rồi hạt giống, lúa giống, rồi bình xịt máy, rồi máy phát cỏ rồi vậy đó. Là mình làm tại nhà luôn? Anh bán tại nhà luôn. Công việc đó chắc cũng ổn anh á? Cũng ổn em, cũng sống được. Bởi vì Thành Nguyên thấy thì đa phần ở miền Tây mình thì ruộng vườn nó nhiều. Đúng rồi. Và cái nhu cầu của người dân người ta cũng khá khá đúng không? Đúng rồi. Rồi, ok anh. Cho Thành Nguyên hỏi thì anh biết đến kênh của Thành Nguyên là được bao lâu rồi? Anh xem kênh của em trên năm rồi đó. Trên năm rồi. Mà sao bây giờ mới đi? Tại vì nói chung thì mình cũng có muốn tìm hiểu, cũng có người bạn muốn tìm hiểu hay như thế nào, nhưng mà sao cảm thấy không hợp tình hợp ý, rồi thành ra từ chỗ đó thì chia tay rồi anh mới lên đây. Rồi nói chung Thành Nguyên hỏi thì hỏi thế thôi, nhưng mà biết đâu đó ngày hôm nay cũng chính là cái ngày mà cái duyên của mình tới thì sao, đúng không? Biết là Thành Nguyên mắc tay. Trước đó đến không được, bây giờ đến là được. Thời điểm này sao? Anh cũng mong vậy. Thời gian qua đó thì Thành Nguyên ghi nhận có một số cặp đôi đã thành công cũng khá khá. Nhưng mà cũng hơi tiếc một điều là mọi người kết nối thành công thì không thông tin cho Thành Nguyên hay. Vậy đó hả? Cho nên là Thành Nguyên cũng rất là giận. Như nhà Thành Nguyên bắt nhịp cầu mà qua cầu cái quên đi ha. Rút luôn, coi cầu rút luôn vào. Rút luôn. Dạ, thôi nhưng mà không sao, cũng mong cho mọi người hạnh phúc cũng là vui rồi. Cũng là có niềm vui. Trời qua mình buồn thì mình buồn thế thôi, nói buồn thì bởi vì cái công tác mà Thành Nguyên làm cho mọi người đó, thì Thành Nguyên cũng muốn cập nhật lên để cho cộng đồng biết rằng là cái công việc mà Thành Nguyên làm cho các anh cái chỉ là thật sự nghiêm túc, chứ mình không có làm chơi. Và cái thứ hai nữa là Thành Nguyên cũng muốn cập nhật lên để cho mọi người cũng chúc phúc cho mình. Đó, vậy thôi. Không mà sao Thành anh thì đâu có đòi hỏi đâu. Chắc anh nghĩ chứ không phải sợ tốn kém đâu, sợ nhiều khi người ta được cái người ta quên. Nó mừng nó quên. Mừng quá ông quên luôn hả? Đúng rồi, nói sao. Ok anh thì mình trò chuyện ngoài lề như vậy chút xíu thôi. Và ngày hôm nay thì anh Trung Dũng anh mong muốn bày tỏ tình cảm của mình như nào? Thì anh cũng mong muốn lên để tìm một người là cái điểm chính của anh, cái quan điểm của anh đó là một người là sống phải thật, và thứ hai nữa là có đạo đức. Là cái điều đó là mong muốn là chính xác nhất của anh. Rồi độ tuổi thì như nào anh? Độ tuổi thì nhỏ hơn anh, nhỏ hơn anh 5-7 tuổi gì 10 tuổi cũng được. Nhỏ hơn là được. Còn bằng hoặc lớn hơn thì sao? Thì nếu bằng nhỏ hơn thì đừng lớn hơn. Cũng chưa tính đến nơi đúng không? Rồi về ngoại hình, về công việc, về điều kiện các cô thì sao? Nói chung thì ngoại hình thì mình cũng dễ nhìn thôi.
Còn cái điều kiện thì có điều kiện cũng được mà không có cũng được. Dạ. À. Dạ. Cái đó không quan trọng. Không quan trọng anh ha. Dạ. Cái xấu đẹp này kia cái nọ thì anh nói là dễ nhìn là được. Dạ, rồi. Dạ. Rồi về vùng miền thì sao anh chia sẻ cho em? Vùng miền thì nói chung thì mình cũng không có hạn chế. Nếu mình hạn chế thì cái cơ hội mình nó sẽ hẹp lại. Dạ, thì vùng miền thì anh không hạn chế. Dạ. Rồi sau này mà kết nối thành công thì anh tính hướng tương lai cho hai anh chị như thế nào? Thì nói chung nếu mà được cái duyên mà kết Thành Nguyên kết được thành công cho anh đó thì về bên anh sống. Tại vì anh có cơ sở đó, anh cũng bán cũng lâu rồi. Mình cũng có cơ sở, mình cũng ổn định. Chứ bây giờ mình mà bỏ mình đi là mình phải bắt đầu lại từ đầu thì nó cũng hơi không khó. Được đâu, tại vì anh bán cũng gần 20 năm rồi. Rồi khách hàng rồi cũng quen biết là thân thiết nhiều. Rồi thành ra mình cũng làm ở địa phương đó thôi, chứ mình đi chỗ khác là mình làm lại từ đầu nó khó. Tại vì cái nghề nó khó. Nhiều khi nhà cửa đất đai thì con cái này kia nó cũng lằng nhằng đúng không? Đúng rồi. Con cái nó học hành nữa. Ừ. Nhưng mà Thành Nguyên nghĩ thì cũng chính đáng thôi, bởi vì là mình là đàn ông trụ cột gia đình thì mình cứ các cô lấy chồng thì phải theo chồng rồi. Thuyền theo lái, gái theo chồng đó, điều đó dễ hiểu thôi. Và cái điều kiện của anh như vậy thì Thành Nguyên nghĩ rằng cái cơ hội mà dành cho anh Thành Nguyên nghĩ là khá là lớn. Cái thứ nhất là về cái điều kiện này, cái thứ hai nữa là về cái mong muốn tìm đối phương của anh nó khá là dễ, gần như là anh không có mong muốn cái gì gọi là nó quá đáng hay là còn mình không nó có quá cao nhiều. Cái gì nói cũng phiến phiến vậy đấy thì Thành Nguyên nghĩ là dễ thôi. Và đặc biệt thì cảm nhận của Thành Nguyên lúc ban đầu mới gặp anh ấy, thì anh là một người khá là thân thiện, vui vẻ, cởi mở. Nhưng mà anh cũng xem kênh Thành Nguyên, anh cũng chiều đóng cửa nghe là anh bắt lên kênh Thành Nguyên coi, nghe Thành Nguyên nói chuyện, nói chung thì nói chuyện mà có ý nghĩa mà nó sâu đi, nó nói chuyện hơi sâu, anh thấy thích. Anh coi thường lắm. Thành Nguyên làm chương trình thì Thành Nguyên rất là thực tế, có nghĩa là Thành Nguyên không có bênh vực hay là không có châm chước cho bất kỳ một nhân vật nào. Các anh các chị đến đây giàu cũng như nghèo, nghèo cũng giống như giàu, không có phân biệt giai cấp địa vị ở đây. Đến đây thì ai Thành Nguyên cũng hỏi giống như ai. Thành Nguyên không có phân biệt. Bởi vì là như này, khi mà chúng ta đến với chương trình này đó là chương trình gì ạ? Gọi là chương trình kết nối tình duyên. Chứ không phải là kết nối tìm tiền hay là kinh tế. Đúng ạ. Thì mình đến đây thì mình chỉ mong muốn là tìm được một cái người nào đó thật lòng để nắm bàn tay đi hết cái con đường còn lại thôi. Đúng rồi. Đó, còn cái chuyện mà mình có điều kiện hay không có điều kiện thì cái đó về giống như là người thân, người nhà, anh em, con cái của mình hưởng lợi về phần đó thôi. Đúng rồi. Hay là cái người vợ, người chồng của mình sau này sẽ được nhờ cái phần đó. Đúng rồi. Chứ còn cái chương trình của Thành Nguyên là nó công bằng như nhau. Không có phân biệt về cái phần đó. Cho nên là đến với chương trình Thành Nguyên có nhiều người, Thành Nguyên nói thật là người ta giấu, người ta nói là phải là ngồi dưới siêu giàu luôn. Nhưng mà lên đây thì người ta chỉ nói ở ngoài vòng phỏng vấn thôi, chứ không có nói ở dưới này. Nhưng mà Thành Nguyên biết được và Thành Nguyên vẫn không có phải là vì vậy mà Thành Nguyên ưu ái đâu. Kể cả có những anh chị mà đến với chương trình của Thành Nguyên mà cái điều kiện mà giống như không được giống người ta đó, giống như ăn mặc mà nó không có được bánh bao gọn gàng sạch sẽ lắm thì Thành Nguyên vẫn có góp ý là mình lên chương trình nhé, thì bởi vì cái ấn tượng ban đầu nó rất là quan trọng, mà mình đi lên mà mình không có tươm tất lắm thì nó đưa cái hình ảnh của mình đến với các cô nó không có được tốt lắm. Đúng rồi, đúng. Thì Thành Nguyên góp ý như thế, nhưng mà do cái điều kiện người ta thế thì mình phải chấp nhận thôi. Chứ nếu như những chương trình khác là người ta sẽ không có nhận. Đây là Thành Nguyên nói thật nha, những chương trình khác người ta sẽ không có nhận, bởi vì cái thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chương trình đó, nó không có được chỉnh chu. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là về cái mặt truyền thông nó cũng không có được tốt lắm. Đúng rồi. Nhưng mà đối với Thành Nguyên thì người ta đã dành cái tình cảm cho mình, đặc biệt đến cho mình rồi, mà mình không tiếp người ta thì tội nghiệp người ta. Người đúng ta rồi. Đi quãng đường xa như vậy. Cho nên là Thành Nguyên làm hết. Đúng rồi. Không có nề hà một vấn đề gì. Đấy. Đó, nói như vậy để cho mọi người biết rằng là chương trình của Thành Nguyên rất là bình đẳng. Chứ không phải là các anh các chị là phải có tiền đến đây, với Thành Nguyên cũng đâu làm cái gì. Đúng rồi. Ai cũng như nấy thôi. Ai cũng như ai thôi. Thì đó, thì khi mà đến đây Thành Nguyên cần cái thái độ của mọi người và cần cái lời ăn tiếng nói của mọi người trong lúc phỏng vấn. Chúng ta có sao mình chia sẻ vậy.
thì cái này là để cho đối phương cảm nhận thôi, chứ không phải là Thành Nguyên. Thành Nguyên là cái người bắt cái nhịp cầu, giống như anh Trung Dũng đi. Thì Thành Nguyên hỏi sao thì anh cứ chia sẻ vậy, điều kiện mình có sao mình cứ nói. Đúng rồi. Chứ không về sau này lòi ra tùm lum tà la thì đúng rồi. Có thật sự mệt mỏi. Mình phải là cái nói phải thực tế chứ đâu có nói bịa ra được. Cái bản chất anh vậy đó. Có sao nói vậy mà ai mà nói mà chuyện với anh hơi lệch anh cũng không không chịu đâu. Nói gì đâu phải gõ nét chứ. Có thể là mình nói bớt được nhưng mà mình đừng nói thêm. Nói thêm thì chút xíu thì được, nhưng mà đừng có nói quá, lo về mất thời gian lắm. Đúng rồi. Quan điểm Thành Nguyên là vậy, ai giận thì Thành Nguyên chịu thôi. Nhưng mà Thành Nguyên rất là rõ ràng. Yeah. Quan điểm anh sống cũng vậy đó. Nói xong phải thực tế chứ đừng có nói quá là không chịu. Và đặc biệt là Thành Nguyên thích cái chị mà cái tính cách mà nó gần gũi, thân thiện, cởi mở. Đặc biệt là giống như anh Trung Dũng nhà, lúc vào với anh vừa cười có nụ cười cái là Thành Nguyên đã vui rồi. Chỉ cần vậy thôi. Anh cũng thích Thành Nguyên vậy đó. Nói chuyện đồ này kia thấy vui vẻ mà nói chuyện có ý nghĩa, nói chuyện đi sâu. Anh thích. Dạ, cảm ơn anh. Rồi ok, bây giờ anh Dũng chia sẻ thêm về bản thân cho Thành Nguyên xíu về cái điểm mạnh và điểm yếu của anh nào. Nói chung cái điểm mạnh thì anh sống mà sống thật lắm. Sống thật với có cái lòng nhiệt huyết lắm. Anh muốn làm cái gì đó, là anh phải làm cương quyết, làm cỡ nào cũng phải cho hoàn thành, cho đạt anh mới chịu. Còn cái điểm yếu của anh thì nói chung thì làm như mình hơi dễ mềm lòng ấy em. Điểm yếu không, anh cũng công nhận mà anh thấy được cái điểm yếu của anh. Như mình nói đặt thí dụ đơn giản đi, thí dụ như giờ mình cũng dư giả nhưng mà anh em bè bạn đồ này kia lại cho mượn 500 nhiêu đó, 50, 200 gì đó thì móc cho mượn hết trơn à. Hoặc là người dân cũng vậy đó, người mình cũng giúp hết trơn à, mà tánh nó mềm lòng. Nhưng mà em thấy rồi thì cũng anh nói gì em cũng hiểu, như tại vì mình hơi mềm lòng thôi, nhưng mà thực tế cái xã hội thì nó muôn màu muôn vẻ, nó khó, mình khó đoán được lòng người lắm em. Dạ. Quan trọng là mình biết đó mà mình chấp nhận thôi anh. Đúng rồi, mình cũng biết được cái rủi ro, mình thừa biết, nhưng mà tại vì mình cái bản chất mình nó sống vậy đó. Thật thì trong cuộc sống với những người mà làm ăn buôn bán kinh doanh đó thì không có ai giải hết. Chẳng qua là mình có muốn hay đúng không rồi. Muốn thôi. Nói chung nhiều cái thì mình cũng hiểu, nhưng mà không phải mỗi cái hiểu mình đều nói, mình cũng để bụng. Còn nhiều người thì nghĩ mình chắc có lẽ là không hiểu. Cũng có thể người ta nghĩ mình vậy. Rồi ok anh, thì ngày hôm nay Thành Nguyên cũng đã ghi nhận cái tâm tư, cái nguyện vọng của anh Nguyễn Trung Dũng ở đây. Sau ngày hôm nay thì cô nào đó mà thấy anh Dũng mà dễ thương, dễ mến, thấy phù hợp với mình thì bước chân đi đến đây gặp Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu. Còn nếu không nữa thì anh Dũng xem kênh của Thành Nguyên. Trên kênh thì có nhiều cô rất là dễ thương. Đúng rồi. Anh thấy ai đó mà phù hợp với mình thì cứ gọi cho Thành Nguyên. Thành Nguyên sẽ đủ số lưu qua cho anh để mình điều kiện xem sao. Trong cuộc sống thì nó cũng khá là phức tạp. Cho nên là Thành Nguyên luôn luôn khuyên mọi người là mình tìm hiểu ai thì mình tìm hiểu kỹ. Rồi trước khi đi đến một cái quyết định cuối cùng thì tìm hiểu kỹ thôi. Bởi vì trễ thì mình cũng đã trễ rồi đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ trễ thêm chút xíu nó đâu sao đâu. Đúng rồi. Dạ. Như đất nước Việt Nam mình chờ cả trăm năm để được hòa bình mà. Còn mình chờ một vài ba tháng, năm bảy tháng hay thậm chí một năm đi để mà hết cô đơn thì cái chuyện đó cũng không có gì gọi là quá to tát. Đúng không ạ? Chẳng làm tốn thêm thời gian nữa mà mình được cái người mà tâm đầu ý hợp cho nó chính xác. Chứ không phải là bây giờ nếu mà lỡ một lần nữa thì nó khó lắm. Cũng hơi mệt mỏi luôn. Đúng rồi, mệt lắm. Dạ, bởi vì khi mà đến chương trình thì là gần như là ai cũng có ít nhất là một lần đổ vỡ. Đúng không rồi. Vì lý do này thì là cái lý do khác. Đúng là cho nên là ai cũng tổn thương, ai cũng có những cái hụt hẫng trong cái chuyện tình cảm. Đúng rồi. Nên là đi đến đây chúng ta cố gắng bù đắp cho nhau những cái điều thiếu sót đó trong cái thời gian qua. Dạ, chứ đừng có đến đây để mình là dằn vặt làm khổ nhau nữa thì thôi. Đúng rồi. Dạ. Ok anh. Rồi thì cuối chương trình anh Trung Dũng có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho các cô cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của anh em mình vài điều không? Cuối chương trình thì mình cũng xin nói là nếu mà các bạn á, trong cái chương trình của Thành Nguyên á, bạn nữ trên chương trình Thành Nguyên á, nếu thấy được cái clip này thì nói chung thì nếu mãi thì cho mình cái cơ hội để mình làm quen rồi tìm hiểu. Còn nếu mà thấy cảm tình, thấy hợp tình hợp ý thì mình có thể mình đi xa hơn nữa. Ok.
Rồi cuối chương trình thì Thành Nguyên cũng chúc cho anh Dũng thật là nhiều may mắn thành công, cũng như là sớm những ý trung nhân mình ngồi đáp lại sớm nha anh ha. Rồi rồi, anh cảm ơn Thành Nguyên nhiều. Chúc cho anh đi được về bản thân bình an. Cuối chương trình anh cũng chúc cho Thành Nguyên luôn dồi dào sức khỏe nha. Với bà con cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước trên kênh xem kênh của Thành Nguyên á, được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt trong mọi lĩnh vực. Dạ, cảm ơn anh. Rồi rồi. Thành Nguyên chào anh ha. Dạ, chào em.